Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Điển tin 24 giờ của chúng tôi. Hy vọng quý vị sẽ có những thông tin thật hữu ích trong cuộc sống. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho chúng tôi quý vị nha. Ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Khỏe lại sau độc quỵ, thương tính được tặng xe hơi, hé lộ cuộc sống hiện tại. Những ngày qua thông tin về bệnh tình của nghệ sĩ thương tính nhận được rất đông sự quan tâm của công chúng. Sau khoảng thời gian được điều trị, nam diễn viên đã ra viện và gặp mặt bạn bè cũng như fan hâm mộ tại một quán cà phê. Nghệ sĩ ưu tú Trịnh Kim Chi chính là người đã ở bên giúp đỡ nam diễn viên suốt thời gian vừa qua. Vào sáng ngày 4 tháng 3, cô cùng nhóm bạn đã gặp nam diễn viên để trao số tiền mà đồng nghiệp và khán giả đã quyên góp hỗ trợ. Nữ nghệ sĩ cho biết thương tính đã đi lại bình thường, tay và chân đều ổn. Anh cũng nói chuyện gần như bình thường, chỉ còn đất nhẹ dù chưa thể đi quá nhanh do mới bình phục nhưng mọi người đều mừng cho thương tính cũng theo thông tin từ trịnh kim chi ngay sau buổi gặp mặt thương tính sẽ đi nhận chiếc xe hơi được tài trợ chiếc xe này còn xịn hơn cả xe của cô đang đi chính thương tính đã vui mừng khoe với nàng á hậu có một người quen đi định cư ở nước ngoài nên đã tặng anh chiếc xe hơi đó nó gần giống như chiếc xe em đang chở anh đi vậy trịnh kim chi còn trêu chọc đàn anh bữa nay anh tôi lên đời rồi trịnh kim chi là thua rồi được biết, thương tính sẽ lái xe này về quê dưỡng bệnh một thời gian trước khi về Sài Gòn về công việc. Trước đó khi thương tính bị độc quỵ phải nhập viện, Trịnh Kim Chi đã kêu gọi đồng nghiệp và khán giả, quyên góp nam diễn viên được hơn 300 triệu. Nghệ sĩ nhân dân Kim Cương cũng vận động được thêm 100 triệu, tổng cộng là hơn 400 triệu. Trịnh Kim Chi sẽ trao cho thương tính 120 triệu tiền mặt, số còn lại sẽ mua gói bảo hiểm cho con gái của anh. Phần thừa sẽ chuyển vào tài khoản của nam diễn viên. Về phần thương tính, anh gửi lời cảm ơn tới các đồng nghiệp và khán giả đã cứu giúp mình. Anh nói với Trịnh Kim Chi, tôi mang ơn mọi người nhiều lắm. Mấy hôm nay tôi khóc hoài, nếu tôi có làm gì mọi người buồn phiền, mong mọi người bỏ qua. Đời tôi nợ nần nhiều lắm, trả mãi không hết. Tuổi này tôi đành dành hết tình thương cho con gái, con bé dễ thương lắm. Nam diễn viên ván bài lật ngữ cũng bày tỏ mong muốn được đứng lớp dạy sân khấu khi trở lại thành phố Hồ Chí Minh nếu có cơ hội. Thương tính nhập viện vào tối 25 tháng 2 vì độc quỵ. Mẹ nam diễn viên cho biết anh bị bệnh từ trước, nhưng tới sau Tết thì phát bệnh nặng hơn. Bà cũng chia sẻ con trai nhiều lần bị ngã xe vì chân tay yếu. Ở Sài Gòn anh chủ yếu đi diễn và hát ở một số sự kiện để kiếm thêm thu nhập. Làm được tiền anh gửi về quê cho con gái vì rất thương con. Thương tính kết hôn với người vợ kém anh 32 tuổi, nhưng nhiều năm nay anh sống trọ một mình tại căn phòng, chưa đầy 20 mét vuông trong khi vợ con anh thì quê nhà tại phan rang